rồi được thêm con nữa anh em nhé. Chắc không được không? À được à? Được, không có đủ mùi đâu. Được, thường gói. Được không? Hút à? Bắt được em một em xe đấy nhá. Sợ báo bắt xe thân thân. Lái để chụp phim xe đó. Dạ. Rồi được cơ lắm. Rồi, anh em mình sẽ tiếp tục đi săn nhé. Em đầu tiên. Dạ. Chứ đi dọc dọc. Hello, xin chào tất cả anh em nhé. Hôm nay mình mới về lô ưng ảnh giá rẻ cho anh em. Đây có 3 con ưng ảnh nhé. Con này ưng ảnh mái. Chỗ này chỉ có một con nhé. Chim rất khỏe mạnh và to. Con này mình bán giá 800k. Con này giờ có giá 800k, rất trẻ. Chim mái. Chim rất to nha. Bên này có hai em nhỏ nữa. Hai con này một tổ nhá. Đây là một em Chica nữa nha. Con
Con Sika này có giá 500k. Anh em nào thích thì nhắn tin Zalo cho mình nha. Còn hai em ở ngoài này đi, con mày giá 600k, con mày có giá 600k, con tổng thì giá chỉ cần 500k thôi nha. Anh em nào thích thì inbox mình nha. Đây có một em sẽ bán nữa nha. Anh sẽ bán này đã sẵn sàng. Con này có giá 500k nha. Đây có một em, đây là một em đại bằng ưng chim đã săn đang nhị thay lóng nha. Em đây có giá 3,5 triệu. Chim rất hiền nha. Em thích nào con nào thì bốc mi nha. Đây là khách đến xem chim. Đây là một em xi mãi nha. Chim này dùng để săn cò lửa. Săn cò lửa, săn sáo, săn sài cũng được nha. Em ơi, này rất to, chính rất to, giá 800k quá rẻ. Bạn nào thích thì nhắn tin cho mình nha. Thank you.